Dung Audi trân trọng kính chào quý khách. Dung Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với video ngày hôm nay. Dung Audi sẽ lên sóng review trực tiếp, báo giá trực tiếp tới toàn thể anh em một trong những chiếc xe đang cùng có mặt tại chợ ô tô số 1 Hải Dương của chúng tôi. Trước mắt toàn thể anh em đang là một chiếc Lacetti CDX nhập khẩu đời 2009, được trang bị động cơ 1.6 AT bản đủ, có cửa sổ nóc, rất nhiều các tính năng vô cùng tuyệt vời. Xin mời toàn thể anh em cùng dạo qua một vòng để chiêm ngưỡng về tổng thành, form dáng, ngoại thất, màu sơn và những điểm đặc biệt được trang bị trên Lacetti CDX. Một chiếc xe vô cùng hợp lý, giá tiền hợp lý, hiện đang được trưng bày và giao bán tại Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá bán 245 triệu đồng. Chỉ với 245 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu về cho mình và gia đình một chiếc xe form dáng đẹp, thân gầm chắc chắn, ngoại thất đẹp, xe nhập khẩu đời 2008 anh chị em nhé, bản đủ, có cửa sổ nóc và rất nhiều các tính năng vô cùng tuyệt vời. Và một lát nữa chúng ta sẽ review ngay sau đây. Sau khi đi tham quan qua một vòng, chúng ta đã cùng được chiêm ngưỡng về tổng thành, form dáng cũng như ngoại thất của chiếc xe. Một chiếc xe form dáng đẹp, tổng thành đẹp, vâng, ngoại thất được trang bị rất nhiều các tính năng vô cùng tuyệt vời, ốp mạ chrome sang trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từng đường nét và chi tiết những điểm đặc biệt được trang bị trên Lacetti CDX. Như những gì đã giới thiệu ạ, những chi tiết đều được ốp viền mạ chrome rất tuyệt vời, rất sang trọng, bền đẹp với thời gian. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS chống bó cứng phanh, an toàn trên các cung đường. Xi nhan được tích hợp trên gương với giải đèn LED trang trí. Tay nắm cửa thông minh mạ chrome, ốp viền mạ chrome. Bên trong của Lacetti CDX được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện cụp điện, bàn phím tích hợp trên vô lăng, hệ thống đèn pha tự động cũng như đèn chiếu nhiều chế độ, táp ly táp lô hai màu, màu đen và màu ghi xám, ghế da màu đen nguyên bản, rất là mềm mại. Xe nhập khẩu đời 2009 bản đủ nên có cửa sổ nóc trần nỉ, cửa sổ nóc điều chỉnh điện. Bên trong của CDX được trang bị mặt đồng hồ kiểu dáng thể thao, đèn đồng hồ hiển thị các tính năng cũng như các thông số, đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe, hệ thống khởi động thông minh, đề nổ start stop, hệ thống điều hòa tự động, hộp số tự động, động cơ 1.6 AT. Bên trong khoang chứa đồ rộng rãi, chỗ ngồi rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng. Táp lô táp ly còn đẹp. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Đầu tiên là các chi tiết ở bên cánh lái. Đây là hệ thống đai ốc. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra đai ốc của xe. Đai ốc bên cánh lái. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần keo chỉ, biết rằng xe của chúng ta có bị đâm đụng hay không, có bị lỗi hay không. Đối với chiếc xe này, bên trong lớp chỉ của xe thì bên ngoài được bọc một cái lớp chỉ bảo vệ bằng nhựa cao cấp nguyên bản, rất đẹp, bảo vệ cho phần keo chỉ bên trong. Đây ạ, keo chỉ còn nguyên, lớp keo bảo vệ bên ngoài còn nguyên. Đây là phần keo cao su ở bên trên, còn rất đẹp, rất ăn khít, độ đàn hồi còn rất tốt, không có dấu hiệu mối mọt đứt gãy, không mất đi đâu một phân chỉ của đoạn keo nào cả, rất tuyệt vời. Đây là phần đai ốc ở phía sau xe này, cửa sau cánh lái này. Đó. Đai ốc còn nguyên bản.
phần đáy ốc bên trong. Phần keo chỉ, lớp bảo vệ bên ngoài còn nguyên, keo chỉ bên trong zin. Rất tuyệt vời. Đây là phần keo cao su ở trên đây. Đóng mở êm ái, vô cùng ăn khít, độ đàn hồi còn rất tốt. Bên trong xe rộng rãi, xe nhập khẩu rất chất lượng. 4 la răng đúc, 4 phanh ABS an toàn chống bó cứng phanh. Hệ thống cảm biến sau xe. Đây là hệ thống cảm biến sau xe, phát tín hiệu cảnh báo mỗi khi chúng ta gặp chướng ngại vật. Rất an toàn. Cốp phía sau điều chỉnh điện trên khóa điện. Đằng sau cốp đây, rất rộng rãi và thoải mái. Đây là phụ kiện theo xe, thiết bị nâng hạ. Và đây là lốp sơ cua. Thân gầm của xe vô cùng chắc chắn, còn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần keo chỉ ở lắp cốp. Tương tự như là ở phần cánh, ở phần lắp cốp cũng đều được trang bị một cái lớp keo bảo vệ bên ngoài. Còn rất đẹp ạ. Đây ạ, phần chỉ bên cạnh đây, một đường thẳng tắp. Đai ốc thì được ẩn sau cái lớp bảo vệ này. Lớp bảo vệ còn rất mới, rất đẹp. Từng chi tiết đều sẽ được review trong video ngày hôm nay. Đây là phần máng nước, phần keo chỉ ở máng nước. Rất chắc chắn, ăn khít. Vô cùng tuyệt vời. Sẽ không có hiện tượng rò rỉ nước vào bên trong. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần cánh ở phía phụ. Đây là cánh sau, ghế phụ. Đài ốc rất đẹp. Tiếp đến là phần keo chỉ. Lớp keo chỉ rất đẹp. Phần keo bên trên, phần keo bên trong đây, rất mềm mại, độ đàn hồi tốt, không mối mọt, không đứt gãy. Tiếng đóng mở xe rất là êm ái. Đây là phần đai ốc ở cửa trên cánh phụ. Keo chỉ. Mọi chi tiết đều rất tuyệt vời. Đây, đài ốc đây. Tất cả mọi thứ đây ạ. Rất đẹp. Keo chỉ bên trong đây, không mất đi đâu một phân chỉ, một đoạn keo nào cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nắp động cơ, nắp cabo và phần động cơ của xe. Đây là phần nắp cabo cũng như phần động cơ của xe. Mọi thứ bên trong khô ráo sạch sẽ, rất đẹp. Chúng ta vẫn sẽ đi kiểm tra từng phần một. Đây là phần đai ốc, phần keo chỉ, lớp bảo vệ bên ngoài, phần keo bên trong,
chống va đập, bảo vệ cho xe. Bảo vệ bên ngoài cực kỳ đẹp, đai ốc còn nguyên. Đây là phần bên trong. Phía sau lớp này đó là phần đai ốc của tay xe. Đấy, bảo vệ nguyên vẹn sau cái lớp nhựa bảo vệ của chúng ta ở đây. Đây ạ, lớp nhựa bảo vệ còn nguyên vẹn, đai ốc ở bên trong. Đó, từng phần đai ốc một nhé. Đây là phần động cơ. Xe được trang bị động cơ 1.6 AT. Đai ốc đây ạ. Kiểm tra từng đai ốc một. Phần bảo vệ cho lớp điện bên trong. Đấy, phần phào bảo vệ cho lớp điện bên trong, lớp băng dính bên ngoài. Tất cả còn nguyên bản. Răng phớt đây ạ. Bên trong khô ráo, không có hiện tượng da dầu, chảy dầu. Từng chi tiết một đều được thể hiện trong video ngày hôm nay. Vừa rồi, sau khi chúng ta cùng đi tham quan qua một vòng, chúng ta đã cùng theo dõi toàn bộ về tổng thành, form dáng, ngoại thất, nội thất, cũng như tính năng đặc biệt của chiếc Lacetti CDX đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc. Xe bản đủ, có cửa sổ nóc, có rất nhiều các tính năng vô cùng tuyệt vời. Vâng, gương chính, gương kính chỉnh điện, cục điện, rồi bàn phím trên vô lăng, đèn pha tự động, rất nhiều các chế độ cảm ứng, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Chúng ta thấy rằng đây là một chiếc xe còn rất đẹp, vâng, chất lượng, giá tiền thì hợp lý, chỉ có 245 triệu đồng mà thôi. Nếu như anh chị yêu thích chiếc xe này thì có thể xem xe, lái thử xe, trải nghiệm trực tiếp tại địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em ở xa cũng có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho Dũng Audi thông qua số hotline 0855 966 966. Dũng Audi sẽ có những tư vấn cụ thể, gửi hình ảnh, gửi video báo giá trực tiếp cho tất cả anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi lên sóng livestream trực tiếp trong 20 giờ hàng ngày, buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, buổi tối từ 20 giờ cho tới 21 giờ. Dũng Audi xin được cảm ơn mọi tình cảm ủng hộ của toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc đã dành cho Dũng Audi trong suốt những năm tháng vừa qua. Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.